Mọi người ơi, Nhung Huỳnh mến chào cả nhà. À, cả nhà ơi thì nếu như có dịp ngang trên quốc lộ 57, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thì luôn thăm ngang đây cả nhà mình có thể thấy được có là vườn cây giống hoa kiển Như Huỳnh nha. Đối diện chùa Kim Long nha cả nhà. Và rồi thì cơ sở Như Huỳnh có rất là nhiều loại cây nha cả nhà, có rất là nhiều loại luôn. Mai cúc, mai dảo khác nhau ha. Và rồi thì hôm nay Huỳnh sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái lô mai dảo tự xoắn, hay người ta còn gọi là mai dảo tự quắn, là cái cành của nó ra, nhánh của nó ra nó sẽ tự quắn, nó quắn không có phải là mình lấy dây mình quắn đâu nha cả nhà, mà tự nó quắn như thế này, kỳ diệu đúng không ạ? Thì Quỳnh cũng biết là trên thị trường bây giờ là mai quắn này cả nhà không lạ gì mai quắn rồi, nhưng mà đây là những cây mai quắn Quỳnh sưu tầm, Quỳnh ghép để cho chúng ta có thể lấy được để làm lấy bo, hoặc là chúng ta nuôi để mà mình nhìn ngắm cái độ quắn, cũng như là khi mà thấy hoa của nó nhìn nó cũng vui vui khi mà kết hợp với độ xoắn á cả nhà. Rồi hôm nay Quỳnh sẽ lên tiếp một cái lô nữa, đó là lô số 16. Số 16 nha cả nhà, bắt đầu từ cây 56. Rồi, 16 bắt đầu từ cây 56 luôn mới ghê chứ. Rồi cả nhà ơi, quá trời luôn, quá trời cành xoắn luôn nha. Rồi cây này có chiều hoành là bao nhiêu đây? Cây này giống như em bé mà đang đứng à. Rồi 16 cả nhà. Trời, cây có hoành 16. Lô số 16 và cây 56 rối chưa cả nhà? Rối rồi đó, Quỳnh rối rồi đó. Rồi cái này nè, bo nó cũng khá là to nha. Đó, bo to ghê luôn này nha. Rồi cái này khỏe cực kỳ nha cả nhà, và xoắn cũng khá là nhiều, nhiều xoắn lắm. Một cành như vậy nè, Quỳnh đốt cả nhà chứ là được bao nhiêu cái bo? Một cành như thế này thì Quỳnh đảm bảo với cả nhà là khoảng được 7 bo. 7 bo hơn nha cả nhà. Cứ hai mắt, một mắt rưỡi hai mắt là một bo nha cả nhà. Đó. Cái cành này khoảng là cả chục bo nè. Cành này thì khoảng 7 bo. Rất là nhiều bo nha cả nhà. Và rồi cây này có giá là 650 luôn. 650 thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn nha. Và rồi cả nhà nếu thích cây này thì alo cho Huỳnh liền, mang mã số 56, hoành 16. Và cây này ở nằm lô số 16 nha cả nhà. Rồi, em lên tiếp cây số 57. 57, 57 là một cái em lùng lực. Lùng lực nhỏ mà có vỏ nha cả nhà. Đế nó rất là lực luôn, hoành này khoảng hoành 15. Hoành 15 đúng không? Đợi em tí xíu nha cả nhà. À, hoành 14. Rồi, bây giờ cả nhà mình hãy kiểm tra độ xoắn nha. Đây, xoắn này cực dài và cực xoắn. Tại quay cho cả nhà mình xem để cho cả nhà mình kiểm tra độ quắn rõ ràng thôi, chứ khi mà Quỳnh đã chọn lọc để mà Quỳnh ghép hoặc là đem lên giao lưu với cả nhà thì nhất định sẽ là những cây xoắn cực xoắn đó, để cho chúng ta về chúng ta lấy giống ha. Đây, xoắn cực kỳ không. Và một điều Quỳnh cũng nhắc đi nhắc lại trên tất cả video của Quỳnh là đối với mai xoắn, cả nhà thì phải thỉnh thoảng rong lá, rong rá, rong những cái lá này bỏ đi cả nhà, rong cẩn thận nha, để hồi nó xuất nguyên cái cành luôn nha cả nhà, rong lá. Rồi, chúng ta tưới dưỡng rễ để nuôi dưỡng bộ rễ ha. Và đặc biệt là không có túi phân nhiều, nó sẽ bị đờ xoắn. Rồi đo tán ngang ngay bao nhiêu? Tán ngang là 40 chiều cao. Cái này lùng lực nha cả nhà, chiều cao là khoảng 20 khoảng 30 thôi. Và cây này nó là một cái cây lùng. Wow, quá trời tàn luôn. Em quay một vòng. Rồi cây này 650 nha cả nhà, 650 thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Cây mang mã số 57, 650 em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Rồi ai hết thì alo cho Huỳnh cây này nha. Cây này rất là nhiều bo nha cả nhà. Rồi em lên tiếp cây số 58. Báo với cả nhà rằng là Huỳnh đã gửi đi cho tới bây giờ là 50 mấy cây rồi, thì khách hàng đều rất là ưng và không có phản hồi không có phản hồi mắng vốn nha cả nhà. Rồi đây là cây xoắn tiếp theo nữa ha, mang mã số 58. 58 cũng cực xoắn luôn cả nhà ơi, quá đẹp luôn. Cái này cũng khá là lực luôn nha cả nhà. Hoành bao nhiêu đây? Hoành bao nhiêu? Hoành 17. Hoành 17 cao.
cao, cao là 37. Rồi cây này Quỳnh sẽ để giá hữu nghị cho cả nhà bất ngờ luôn. 600.000, 600.000 Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Cây số 58. Cây số 58, 600.000 em Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Sẵn rất nhiều cả nhà. Nếu như chúng ta nuôi thêm thì nó cũng rất là mạnh ha, để gốc rất khỏe. Và chúng ta lấy bo thì coi như rất là lợi luôn nha cả nhà. À, rất là nhiều bo, cả nhà an tâm đi. Đó. Rồi, lên tiếp cây 59 nè. Cây 59 mua đang lâm râm á cả nhà. Ngày nay mua 3 lần rồi đó. Rồi. Cây 59 này thì Quỳnh thấy là nó xoắn cũng nhiều lắm, nó đang ôm với nhau trong cái thân này cả nhà. Đó. Xoắn nhiều lắm. Rồi cây này thì có một cái thế cũng lạ lạ nè. Đó. Cây 59. Rồi đo thử coi, đo xem. Quành này 15 mà cùng chứ gì. Đúng không? À quành 15 cả nhà. Rồi chiều cao nha, chiều cao chắc khoảng 40. Chiều cao khoảng 40. Và rồi cây này 600.000 luôn nha cả nhà. 600.000, cây mang mã số 59, 600.000. Em Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn nha. 600.000, cây số 59 nha cả nhà. Rồi Quỳnh lên tiếp tục cây số 60. Cây số 60 là cây mang mã số cuối cùng ngày hôm nay. 60. Wow, cả nhà ơi, không có nổ đâu nha. Xoắn rất là xoắn và coi như là nó cũng to lắm nha cả nhà. Nhìn nó rất là ú luôn á. Cái mập. Đây cái lá này chúng ta phải rong đi nè. Đó. Chúng ta rong cẩn thận cho nó sứt nguyên cái nhánh luôn nha. Rồi cây này cực khỏe luôn nha cả nhà. Cây này giá cuối video rồi. 600.000 luôn, em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. 600.000. Đâu hoành. À và khách thân mến á, tất cả những cái video những cái cây mà Quỳnh quay lên á, Quỳnh đều là muốn ha. À 12 nha cả nhà, Quỳnh 12. Tất cả những cái cây mà Quỳnh đã quay lên đây nè thì cái giá là giá mong muốn để gửi đến cả nhà mình, và Quỳnh bao phí vận chuyển luôn ha. Thì cả nhà mình thích cây nào thì alo cho Quỳnh nha. Và Quỳnh đã cân đối giá có lời nên là cả nhà mình có gì thì alo cho Quỳnh nha cả nhà. Và mong rằng cả nhà mình có thể sưu tầm những cây sắn này để chúng ta lấy giống, để chúng ta ghép để mà mình nhân giống ra hoặc là đóng vào những cái mê phôi cả nhà. Nhìn nó cũng vui vui ha. Rồi em Huỳnh mến chào cả nhà nha. Và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Thì em Huỳnh cũng còn một số mê sắn và một số cây mê giống. Thì nếu cả nhà mình thích thì alo cho em nha. Em Huỳnh mến chào và hẹn gặp lại cả nhà. Cả nhà ơi đừng quên bấm kênh đăng ký để gặp gỡ em à. Em Huỳnh mến chào.